Thử nghe style cẩm tú cầu trên đàn Custom Man SV85 thực sự quá hay. Thử nghe intro nha mọi người. 18 triệu Custom Man SV800, những style mới nhất và hot nhất năm 2024. Qua thử nghe điệp khúc em ạ. Đó là một khúc demo của bài Cẩm Tú Cầu. Nếu mọi người thấy hay thì có thể inbox cho Thiện tư vấn về đàn Organ Custom SV800 giá hiện tại 18 triệu, có bao chân USB và cài đặt những style mới nhất và hay nhất năm 2024 nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.